Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music, và lại là chúng mình đây. Và đây là một video review nhanh về chuyến giao đàn quốc dân của mọi nhà mọi lứa tuổi người chơi, đến từ Bắc Mỹ xa xôi nhưng không kém phần thơ mộng của Atesia. Cái đàn trong chuyến review đến bên vận chuyển chính là Atesia Performer. Đàn đã được mang và buộc cẩn thận. Bắt đầu chuyến đi thôi nào. Đường phố lúc này đang khá vắng, dòng người không chen chúc nhau vì lúc này đang là 2 giờ chiều. Trời chiều nay trong xanh không chút nắng, làm bầu không khí trở nên mát mẻ. Cùng mình tìm hiểu thông tin nhé. Thiết kế hộp là một khối chữ nhật vô cùng chắc chắn, gồm có hộp đàn và hộp chân đàn được quấn ni lông cẩn thận. Khối lượng cây đàn chỉ 9kg nên rất dễ dàng cho người chơi mang đến bất cứ vị trí nào trong nhà nhờ vào thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Vì sao Atesia Performer lại được ưa chuộng? Để các bạn không phải thắc mắc thông tin chi tiết về cây piano này, hãy vào kênh và nhập từ khóa Atesia Performer. Clip chi tiết trong những chuyến giao đàn và các chức năng hiện đại trên đàn đều sẽ hiện ra một cách đầy đủ nhất, được niềm tin yêu của khách hàng từ Nam ra Bắc đón nhận và lựa chọn những sản phẩm chất lượng tại Minh Phụng Music là niềm vui to lớn mà quý khách hàng dành cho đội ngũ công ty. Qua sự tin yêu ấy, toàn thể nhân viên Minh Phụng hiểu rằng phải càng nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng dịch vụ, đem đến cho mọi người những cây piano tốt nhất từ âm thanh đến kiểu dáng. Tới Ninja Van rồi, rất vui vì mọi người đã xem tập hôm nay. Nếu có bất cứ câu hỏi nào về mẫu Atesia này, đừng ngại để lại comment gửi chúng mình, team sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất. Hãy like, share, subscribe để team Minh Phụng thêm nhiều động lực gửi đến các bạn những video hấp dẫn hơn. Nếu có thắc mắc và cần được tư vấn cụ thể, mọi người hãy liên hệ hotline 0919768606. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau.